chào Chương Ngụy các bạn. Mình chính là đại tiểu thư của Hà Gia, Hà Mai Mai. Ngày hôm nay là lễ Trung Thu, cũng là ngày trăng đẹp nhất. Ta cùng với tiểu đào của mình sẽ đi lễ hội trăng rằm. Nào chúng ta cùng đi. Chính là xôi tam vậy. Đây là bà chủ bán xôi. Bán xôi ba đời đó. Đúng rồi. Để là ba hả? À, đời đầu là hoàng hậu, đời sau là công chúa. Nhưng mà bây giờ là cô làm cô ba bán xôi lề đường luôn rồi. Bán xôi lề đường luôn rồi. Cô bán một phần xôi bao nhiêu cô? 10.000. Dạ lấy con một phần. Rồi cảm ơn con. Phần nào ngon ngon nha cô. Lấy cho con ba phần, ba màu luôn. Ba màu một phần đúng không? Dạ đúng rồi, là xôi tam vị á. Ok. Bao nhiêu? Cô con bao nhiêu tiền cô? Trời ơi, ngon dữ vậy. Ngon luôn. Rồi, con gửi tiền luôn nha. Cho con thêm rồi. Phần ấy thì rồi ăn thử đi. Hai mình ăn thử đi. Ê, bà lấy gì tao mày? Mày mới ăn cắp tiền đâu không? Dạ. Đây là xôi tam vị của hoàng hậu bán xôi. Ba đời đều bán xôi. Đời thứ nhất là vị hoàng hậu bị đuổi ra khỏi hoàng cung bán xôi. Từ đó về sau nổi tiếng đến đời thứ ba. Đây. Rồi ăn thử. Ngon quá đi. Không, ăn thử ngon thiệt. Vô, 2, 3, vô. Thầy bán xôi mà nhậu quá. Ngon thiệt luôn. Ờ gửi đâu đi. Con gửi đi lát con ăn. Phải gấp đi đi. Hai ơi. Đây. Thôi đi. Đi. Tiểu đào, tao muốn ăn bánh bò. Mua trà sữa. Ôi, con muốn ăn bánh bò. Tỉ tỉ cho muội một phần bánh bò. Phải tỉ tỉ cho mượn phần bánh bò nữa nghe. Bánh bò ăn rồi mày trả dĩa nữa phần bánh bò. Trả dĩa đây nè bà. Trả dĩa đây. Rửa nghe nữa rồi. Bao nhiêu tiền vậy? Bao nhiêu tiền nha tỉ tỉ? Một xu. Ăn cho mượn nước cốt nhiều chút xíu thôi. Chế lên phải không? Ủa con chê cúng không? Con chê cúng không mẹ? Đúng rồi, cúng rồi. Rồi. Đây là bánh bò hoa đậu biếc màu tím rất là đẹp. Còn đây là bánh bò lá dứa. Ở cái mì mày ơi. Trời ngon thiệt luôn á trời. Quá ngon. Ủa mày bánh bỏ chưa vậy? Đi đâu tiểu đào ơi? Ủa bán chưa vậy? Đắt quá. Bán rồi. Bán. Mấy chén rồi. Tiểu nhị bán cho ta một phần trà sữa chân châu đầy đủ. Hai cái luôn phải không? Hai phần. Thôi một phần. Hôm nay đại tiểu thư bán trà sữa đi nha. Xin mời đại tiểu. Trời bánh đắt lắm nha. Đây đắt quá. A Tăng bánh đắt lắm nha. Mấy bé nhỏ trước đi. Ok, một cái hàng. Đây đâu? Cho ta một phần. Thôi, còn nữa. Ê, mua vô đó 60 luôn hả? 60 luôn hả? Có đâu. 20 luôn. Một phần nó 60. Mua 10 ly. Cho để nó coi mã luôn á. Trà sữa chân châu. Ê, uống vô chén thì vui quá ha. Ngon không tiểu đào? Không nói lên lời luôn. Ngon lắm luôn á. Tại vì nó ngọt mà thanh nữa, chân châu á thì nó dai. Ngon. Trà sữa thì đậm vị trà thôi, mùi sữa. Dạ ngon lắm luôn. Mất tiêu hoài cháu dịch rồi. Cho miếng chân châu. Nè, ngon nè. Ê, đi qua đây nè. Cầm ơi. Chú ơi. Chú ơi.
Hai người cũng đang đi chơi họ chân ngầm hả? Đúng rồi. Rồi làm gì ở đây đây? Đổi tiền. Đổi tiền. Đổi đi bà. Đổi đi. Đổi tiền bà. Đổi cho ta đổi đi 100 lượng nữa. Ok. Ok. Nhưng mà đổi thiếu nha. Đổi thiếu nha. Nữa. Có tiền trả. Nữa trừ ngăn lượng vô sao? Okay. Đây chính là sư huynh cùng đồng môn với ta và sư tỷ. Ủa có ai thấy sư phụ đâu không? Sư phụ mấy rượu rồi. Rượu. Sư phụ mình đi bán rượu rồi. Mẹ lại đây, đây đây đây. À. Sư phụ. Chưa nữa. Bán cho đệ tử một bình rượu nữ Di Hồng. Rượu nữ Di Hồng nha nè. Sư phụ kia rồi. Nè 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 đây nè nắm. Biết tôi đây. Không được không? Năm giới thiệu về, về cái quầy của Nam giới thiệu đi. Ở đây mình có 5 loại rượu. Thứ nhất là rượu nho. Cái này là rượu đích đen. Cái này là rượu thứ 1. Cái này là rượu minh mạng. Cái này là rượu hát tính thông. Ơi Nam ơi, sư phụ mất trí luôn rồi. Đâu hôm nay nói rượu chuối đi. Ờ Nam nói rượu chuối đi. Rượu chuối, rượu minh mạng, rượu thích thêm với lại nho được chưa? Dạ. Giờ lấy cô 2 ly. Giờ cô uống rượu này nha. Lấy 2 ly nào mà không say á. Anh đi rượu chuối nè. Dạ. Bao nhiêu tiền vậy chú? Để vô đây luôn hả? Dạ. Dạ. Này là nhé, bán cho con bình rượu nữ. Bình rượu nữ Di Hồng đó nè. Hả? Tiểu đệ của em. Và đây là chiếc váy chị Hằng chuẩn bị mặc lên nha. Mọi người hãy đón chờ. Ủa cái váy của mình. Đây là chị Hằng. Đông ghê tới. Tới tới bán cái gì vậy? Cây á. Bán cho mỗi trái thanh long đi. Không nhưng mà cho hỏi thử là lúc đầu ai là cái người lãnh cái này? Hư. Ủa ngoài thuốc còn giờ nè. Bận đồ gì nè bắt ngồi mấy chiếc cây. Ủa làm sao vậy? Không được ngồi vậy sao? Mời. Mười quan tiền. Mười quan tiền thôi. Mười quan tiền được ba trái. Bán cho ta hai trái thanh long. Không bán. Hai trái thanh long với một tỏi. Lỗ. Mười quan được trừ cái này đi. Ba trái. Ờ ba trái táo. Ba trái táo mười quan. Lời. Không, hai trái táo một tỏi. Không. Rồi. Hai trái táo một trái ở đúng không? À. Rồi, có trái bự đi. Ủa, đựng vậy luôn hả? Ờ, vậy đó. Cho ta cầm vậy luôn. Đúng vậy. Xin chào Hồng Điều Phu Nhân. Hôm nay Hồng Điều Phu Nhân đang bán món gì đây? Bán cà na, bánh bao. Cái này là nước đường chế đúng cà rồi. Na. À, Phu Nhân bán sao? Không, cái này là hồ lô ngào đường. Hồ lô ngào đường. Giọng Út Khang quá, Út nói chuyện không? Lấy cho con. Giới thiệu Út đi. Lấy cho con một cây luôn. Đây. Con ăn này không? Không, con lấy này. Cái này giống cà na ngào đường. Ủa giống hồ lô ngào đường ha. Bánh bao không? Lấy bánh bao không? Đi. Lấy đây. Con lấy cái đầu tiên. Rồi trả tiền chốt đi. Đây là sạp đá bào kem chinh. Rồi. Là bán đá bào, chân gà, khô gà và bánh tráng. Bán cho ta một phần đá bào. Đây đang ủa, vô. Kem chinh đây, đá bào. Đá bào kem chinh. Chưa. Vô cái ly nè. Ơi mày ăn cục này luôn đi Quỳnh. Đá bào đây. Bốn thừa. Ủa không bán gà. Chị Huy Hô, đây cái đi, qua đây cái đi. Cho chị ra, chị Trân đợi nãy giờ mọi người. Ôi bà quá, thở cũng không bà. Đây, rồi, chút trang sữa lên. Đây. Lấy đá bào đi. Đó. Đây, chào.
thôi được rồi. À, ngọn gió nào đã đưa đại tiểu thư của Hà Gia đến đây? Ngọn gió nào đã đưa đại tiểu thư đến đây? Đại công chúa của Hà Gia. Mai. Hà Mai Mai. Đa tạ đa tạ. Có tặng ta gì không? Ơi hết đá rồi. Nè của Huy nè. Đổ vô. Đẹp quá ha. Tiểu Đào ơi ăn màu gì? Mùi thơm quá Tiểu Đào ơi, hầu như là nhà đoàn viên. Thơm chưa, đừng có bán chè. Bán cho ta một phần chè đoàn viên. Với lại một đôi nước mê é nữa. É nữa kìa. Ở đây cô bán gì cô gì cô? Chè đoàn viên con. Còn này là gì? Chè xanh nước con. Chè gỡ. Con ăn nước cốt không? Trời. Ngon quá à. Có hộp é nữa trời. Con gửi cô. Thank you. Cảm ơn hơn. Chị ơi chơi một cú đâu vậy chị ơi? Đó, bậy gái đâu rồi bậy gái giữa đường, không đường nữa. Đây, viên chè này là nó tròn giống như mặt trăng vậy. Một cú, một cái lần. Ăn trước thử độc cho ta. Sao, khỏe không? Ngon. Đây em sẽ sắn, ta sẽ sắn phân nửa như thế này, xé cái bằng trăng ra, trời nước cốt nó tan chảy luôn rồi, thấy không? Con em cái gì? Nè con em cái gì? Hả? Con gì không? Con gì không? Ăn hết luôn. Mẹ mua gì mẹ đó? Đâu ai bán gì đâu? Ngon lắm mà nó bự quá em hết nói được luôn rồi. Chè thì dai dai, hạt mè thì giòn giòn, nước đường thì ngọt ngọt thơm thơm, có cả hạt mè nữa. Tất cả hào huyện lại tạo thành một hương vị rất là tuyệt vời. Nước đường và nước cốt béo béo thơm thơm mà có nước quá. Nãy giờ ta và muội muội đã đi một vòng lễ hội hoa đăng, cùng ngắm trăng, ngắm đèn, ăn bánh, uống trà, rất là vui vẻ. Sau đây, mời mọi người cùng xem thêm một số hình ảnh ở đây nhé. Đi chơi họ sẽ làm liều mới ra được thật nhiều thiếu nhi. Làm liều mới ra được thật nhiều thiếu nhi. Đây, đây là màn đố vui nha. Câu hỏi đầu tiên, im lặng nha. Câu hỏi số 1. Con gì nha? Con gì không có đầu, không có cổ, nhưng mà mắt nằm ở trên thân. Con gì? Con gì? Con gì? Con
con gì? Mắt đâu? Con gì không đầu, không cổ mà mắt nằm ở trên thân? Con gì không đầu, không cổ, mắt nằm ở trên thân? Con gì? Con gì? Con gì? Ai biết giơ tay lên? Ai biết giơ tay lên? Hoa gì? Dạ. Hoàng thôi thôi từ từ. Con gì? Dạ con người. Con người. Mắt cá chân. Sai. Không đầu không cổ. Không đầu không cổ, mắt nằm ở trên thân. Dạ không biết. Sai. Ủa khó quá vậy đi. Đâu khó không? Tin. Làm gì? Đó gì vậy? Làm em tự do. Vui. Làm tí. Đúng rồi, dịch không ghé đâu. Đúng rồi. Làm tự do. Không có nằm ở trên lưng. Con gì không đầu, không cổ. Mắt nằm ở trên thân. Trên thân. Con gì? Gợi ý nha. Con này nè, lúc sống thì nó có màu xanh hoặc là màu đen. Nhưng mà khi nó chết rồi á, trở thành món ăn thì lại có màu đỏ. Con gì nhờ? Con gì? Bò bò nhờ. Con gì bò bò. Con rùa. Sai. Có đậu không? À, tôi biết nè. Con gì? Con cua. Chính xác. Cà rán. Câu trả lời đó bạn là con cua. Con cua không đầu không cổ, mắt nằm ở trên thân. Chính xác nha. Lắm á nha, cho kẹo nè. Chưa đúng. Câu này á, luôn á trời. Trong tất cả các loại tiền thì tiền nào biết đi? Tiền định. Gì vậy? Tiền định là bệnh rồi. Tiền gì biết đi? Nghe câu trả lời, tôi muốn tiền định luôn. Gì ba trả lời đúng, đáp án là tiền đạo. Tiền đạo biết đi. Chính xác. Gì ba trả lời đúng. Tiền đạo. Tiền đạo đáp án đúng rồi. Guys. Trọn vẹn và ý nghĩa. Cả nhà mình đã cùng nhau tổ chức một đêm trung thu tại gia với tên gọi Thị trấn Hoa Đăng, để tất cả các thành viên trong gia đình, bạn bè cùng hòa mình vào bầu không khí ấm áp đoàn viên như ngày xưa. Bí Be và gia đình mình xin chúc mọi người nhà nhà có một đêm trung thu sum vầy, gắn kết, yêu thương. Tất cả các thành viên trong gia đình sẽ quây quần vui vẻ bên nhau, cùng ngắm trăng, ăn bánh, trò chuyện. Cho dù chúng ta có đi đâu và là ai đi chăng nữa, thì gia đình được đoàn viên bên nhau là điều tuyệt vời nhất. Thank you.